Hàng nhà hát rồi à? Yên à? Chị mai chủ nhật mà chị Hà với đồng ý rồi có nấu ăn chị. Chủ nhật ừ thôi khỏi nấu đi, nấu chi cho mệt mà không có thường nghỉ đông rồi cái thành ra mà thôi ăn ngồi bữa đi, nghỉ giải lao bữa đi chứ mà đang được à chứ. Lo Trường thì nhậu đâu mà còn nhiều rứa. thôi nói nhiều quá, đang làm má ơi, đang quay video. À đó hả? Quay đi, xíu gửi cho em cái hình ba ba chị em lúc đứng chụp coi nghe. Gứa mồm Đúng không hả? Sữa. không có sữa nấu luôn á, À đó hả? Đứa con thì mua em với chị ngồi lúc ngồi không? gớm chết luôn. Răng Có cái hình đẹp nữa rồi đó, có cái hình bà đăng, chị đăng nữa rồi đó, rồi nó gọi là đẹp rồi đó. à rất là đẹp rồi đó hả? À rất đẹp sự em thấy cũng chưa đẹp lắm. Thôi nha, em kêu Rồi, chị. ok, vậy. Dạ thôi chị non tuổi rồi đó. Hả? Có 92 này. 92 mà, bị chi đó. Rồi chị Dung. Trời ơi, người ta nghe chắc buồn mấy ngày mấy Không, đêm. thì em hỏi cho em chụp nhớ bạn sinh ai. Hơn em tuổi. À ha, đứa thì hồi làm nó đi hả? Em lấy chân nữa, muốn đẹp nữa chưa? Đi. Nhiều. Phải đẹp chứ. Đẹp thì nhiều lắm. Công bù, có bồ. Ghê không? Quá ghê luôn. Cho Huyện gan bớt đi chứ, Huyện không gan gì trơn. Huyện không biết gan thì ra á. Hồi trước thì thấy cũng có gan gan. Tính ai mà đang được, mình hiểu được cái tính chứ, tùy người chứ. Như ta còn ghen với còn ví dụ như, tính bà Hà bà tính bà ghen kiểu không có bà rỡn chị. Chị thì không đam mê trai nhưng mà đam vui, thích vui rồi, nói chung chị đam mê tiền. Mình tóm lại quy chung vì đây là đam tiền. mê tiền. Mấy mình sẽ đoán sao đặt là đoán cũng là tê nhưng mà tê tiền nhưng với tê trai. Ý là chị thích là đi sở thích này, đi chơi hình chơi vui vẻ nhậu nhẹt vui 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 được rồi, được rồi đó, làm ra nhiều tiền nữa thì đó đó, nó đơn giản vậy thôi, đơn giản ghê. Đơn giản là đi chơi rồi đó nhưng phải có tiền. Có tiền mới chơi được chứ. Ông nãy nói chuyện cười chết luôn. Tội lắm, không tội. Ủa thế đang chuyển qua nhà rồi. Hôm nay chị nói khỏi rồi mà, hôm nay nói lây rồi mà. Sao thế sao?
Nhà ơi, xíu mày nhớ tao chọc, tao chọc cái mũi mày nghe. Có thấy máu tàn. Cho xíu bông nước muối vậy nè. Mày thấy nhiều, mày chờ đấy. Nghỉ 2 ngày răng thấy thoải mái không? Nhanh ổn chị, thoải mái nha chị, giờ đi chơi vui. Ừ, thì cứ lâu lâu em cứ nghỉ đi chứ sao đâu, nghỉ nhiều vô, trừ nhiều lương vô cũng được. Đúng không? Mấy đứa nghĩ nghĩ đời muốn ta trừ lương đâu bà. Bây giờ trừ luôn. Chị... bà lanh lắm. À, nói rồi xong rồi nó làm chứ đó cái đầu. Thì giận giận là trừ thiệt, trừ âm luôn. Bù nổi hay không là vấn đề. Bù luôn ghê.
ghê nghe sếp hả? Sếp nói chưa? Mà sợ chị đang sợ chị thế này. Quyết định mọi thứ đó nghe, dạ. Chị nó 1122 nghe. Đây, phía chức giám đốc. Đổi chủ. Đậu chỗ là thấy khách luôn. Bây giờ làm ăn là cái tên tuổi quan trọng ghê. Như chờ ví dụ em đi ăn đi, cái quán đó cái tên nó quen rồi, chờ cũng đổi tên khác em đâu, tự nhiên cái cảm giác á, kể cả đổi chủ xong đồ cứ khác vậy. Chủ nữa nghe, cái người chủ quan trọng nghe. Như một cái quán nhậu ngồi nhủ kia thì làm đông rồi đó, cái tự nhiên đổi cái chủ vô ế từ cái cách kiểu nhân viên đồ kìa, kiểu nhân viên mà làm không ok rồi là cái quan trọng là cái người nhân viên á. Ví dụ em đi vô quán nhậu đi, đâu bao giờ chủ uống tiếp em đâu, nhân viên mà, đúng không? Nhân viên mà không ưa làm đồ này kia rồi mất khách thôi. Như mình đi thôi, nói chung mình cứ làm mà như Hà đó, làm mà ok đó là sao nên mở tiệm là vô tư tự tin luôn. Được rồi.